Tôi và các bạn cùng nhau bật tiếp các file chúng ta cùng nhau thực hành. Nhấp đúp hai lần chuột trái ở màn hình. Và tôi bật file tiếp theo có tên là Transform and Post. Và tôi kéo cả bốn đối tượng này lên. Và về đối tượng ban đầu, ở đây Transform chính là lệnh chúng ta xoay và biến dạng đối tượng. Ví dụ như tôi chọn hình này, nhấn phím V, kéo vào bên này, thả vào đây. Tôi nhấn Ctrl T, nghĩa là chúng ta bấm vào phần Transform. Đây là phím tắt, còn lệnh của nó các bạn có thể vào Edit, chọn phần Transform, Free Transform, Ctrl T, tôi chọn. Thứ nhất các bạn có thể chọn xong và chúng ta biến đổi ảnh. Các bạn có thể biến dạng ảnh một cách tự do, xoay qua xoay lại. Nếu các bạn không muốn tác động lệnh, nhấn phím ESC cho nó tím. Còn nếu muốn tác động, nhấn Ctrl T. Thì với Transform này, chúng ta có vài cái chức năng như sau. Các bạn có thể đảo mặt ảnh, Flip Horizontal, rồi Flip Vertical. Các bạn có thể flip lại. Bên cạnh đó, các bạn có thể xoay đối tượng ảnh 180 độ, 90 hay 90 độ. Các bạn có thể Scale. Các lệnh Scale này, thực ra là các bạn bấm vào đây. Nó cũng là Scale, giữ Shift để ảnh chúng ta đỡ biến dạng. Các bạn nhớ Alt Left Shift để thu vào tâm. Ở đây cái tầm của nó ở đây này, các bạn thấy không? Nó là nhỏ nhỏ này. Nếu tôi để vị trí này, tôi nhấn Alt Shift thì nó thu đúng vào vị trí trên mà thôi. Nếu không, tôi sẽ di chuyển vào giữa. Ok. Ngoài ra các bạn cũng có thể xoay ảnh. Nếu như các bạn chọn góc này, các bạn thấy mũi tên này là chúng ta scale. Còn nếu mà xa hơn một chút nữa, thấy cái cùng tròn nhỏ nhỏ là chúng ta xoay. Tôi tạm thời Enter kết thúc lệnh đã. Chúng cần chỉnh tề lại. Các bạn xoay ra ngoài thấy không? Chúng ta xoay ảnh này. Và tất nhiên rằng nó sẽ xoay quanh cái tầm này. Bây giờ tôi Enter đồng ý. Ngoài cách năng đơn giản như vậy, chúng ta còn có chức năng như sau các bạn cần chỉnh tề. Ví dụ như chọn Perfecting, tôi có thể biến đổi ảnh này theo phối cảnh. Hoặc là chúng ta chọn Scale, chúng ta có thể đẩy ảnh nghiêng. Ngoài ra chúng ta có phần Distort, chúng ta hiệu chỉnh ảnh theo đỉnh và phối cảnh luôn. Bên cạnh đó các bạn có Warp, biến đổi ảnh cách tự do. Còn bây giờ tôi sẽ chọn ảnh, chúng ta chọn Perfecting. Sau đó tôi để vị trí này, cho ảnh nó nhỏ đi. Để tôi ghép vào khung này. Sau đó chúng ta chọn phần Distort và kéo cái vị nó tự do một chút. Tôi sẽ lồng tấm ảnh vào khung. Lần lượt từng góc một. Và đương nhiên rằng ảnh chúng ta sẽ vẫn giữ đúng tỷ lệ. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là tỷ lệ theo góc nhìn. Sau khi xong chúng ta Enter thì bàn phím. Tôi thấy rằng ở đây nó chưa được hợp lý cho lắm. Chúng ta cùng nhau dùng kênh hòa trộn. Tôi chọn Multiplayer. Tôi thấy thế này được rồi. Tôi Enter. Bên cạnh lệnh Transform này chúng ta còn một lệnh Transform nâng cao khác. Các bạn chuyển qua cái hình ô tô này. Nếu như tôi mở khóa ra. Ok, các bạn nhấn Ctrl T. Điều gì xảy ra nếu tôi bấm vào đây tôi kéo lên thì ô tô chúng ta bị biến dạng phải không các bạn? Tôi sẽ giới thiệu các bạn lệnh nâng cao như sau. Tôi cần Ctrl Z lại và Enter. Bây giờ tôi chọn Ctrl A, chọn hết đối tượng này và vào Edit. Thay vì chúng ta chọn Transform thì chúng ta chọn Content Aware Scale. Bây giờ các bạn xem ô tô này có biến dạng không nhé. Các bạn thấy rằng ảnh của chúng ta thì biến dạng nhưng chiếc ô tô thì gần như không biến dạng. Đây là một lệnh khá độc đáo và mới trong Photoshop. Đây là phần Transform nâng cao. Như thế này những đối tượng chúng ta không biến dạng. Tôi Enter. Vậy là còn chức năng nào hay liên quan đến Transform nữa hay không? Các bạn chuyển về tấm hình thứ ba này. Ở đây chúng ta sẽ có một chức năng khá hay nữa. Tôi nhấp đúp vào đây. Mở ra. Ví dụ chúng ta cùng nhau chọn cánh tay của cô gái này. Tôi sẽ chọn tự do thôi. Tôi bằng tính ví dụ là chính thôi. Ví dụ tôi chọn đến đây. Ok, bỏ tay ra. Tôi nhấn Ctrl Z trên bàn phím để copy layer mới. Tiếp theo tôi vào Edit. Chúng ta không chọn Transform, cũng không chọn Content Aware Scale. Chúng ta chọn Full Fit Warp. Thì các bạn thấy rằng đối tượng của chúng ta đã có những cái lưới. Tôi hiệu chỉnh lưới như sau. Các bạn nhìn nhé. Tôi bấm vào đỉnh này đây. Tôi cố định đỉnh này. Tôi sẽ cử động cánh tay cho các bạn xem. Bây giờ tôi mới cánh tay của cô gái này. Bẻ ra một chút. Sau khi làm xong tôi kéo này. Các bạn thấy không? Rất hay phải không nào? Giả sử bây giờ tôi kéo cánh tay này để thế này cơ. Tôi đồng ý. Với cái màu bên dưới này tôi không quan tâm nữa, tôi có thể fill với màu bên dưới này thành màu trắng luôn. Tôi đã di chuyển cánh tay biến dạng nó rồi. Cũng khá hợp lý phải không các bạn? Tôi nhấn Ctrl Delete bàn phím để fill màu trắng bên dưới và chọn layer bên dưới. Với cách này, chúng ta có thể biến đổi vị trí của các cái cánh tay. Tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta vẫn phải sử dụng chức năng này. Khá hay phải không các bạn?